qua chỗ ngủ á ngon không? Bữa nay sao ngủ muộn quá nhỉ? Dạ. Ủa chú đang làm cái gì vậy? Đi tách vỏ cà phê cháu ạ. À, đi tách vỏ chú. Mình phơi hôm nay mình sẽ đi tách vỏ. Đây đây, bữa nay đi tách vỏ. Mà sao không, mình không tách ngay tại nhà luôn mà phải mang đi nhưng đâu? Nhưng mà nhà không có. Nhưng mà đi tách nhà chú Đại đó. À thế ạ. Nhưng mà tại sao mình phải tách vỏ vậy chú? Đó là tách vỏ ra nhân đó cháu. À nhân là nhân cà phê phải không chú? Vâng vâng. Nhân nhân á mình phơi. Phơi xong mới cách giữ lâu được. Hai cháu lên xe luôn nhỉ? Dạ, dạ. Đi chứ. Đi thôi chú ơi. Đi đi đi. Đây là cái máy xay sắt vỏ cà phê từ vỏ sang nhân. À. Còn đây là một cái máy cày tay. Dạ. Cái này là có nhiệm vụ là kéo cái này. Dạ. Để cho quay cái trống này để cho nó ra hạt. Trước lúc bắt đầu đưa cày xay là hoàn toàn phải vệ sinh sạch sẽ. Bởi vì làm thế nào để cho nó đảm bảo với cái chất lượng của cà phê mình nó không dây dầu mỡ tất cả các cái tạp chất coi như không có nó loại trừ để làm sao mà đến lúc mà mình uống để cho nó đảm bảo vệ sinh. Thế thì cái máy này nổ, đồng thời cái cà này bắt đầu đưa lên đây. À, thì đây là cái thùng chứa ở cà phê, xong là nó quay lại xuống đây là một cái gọi là một cái trống, cái trống này là nó có cái gân là nó tách hạt ra vào nè, tách nè, thế là chảy xuống đây á là cái nhân này là nhân sạch, thì trong cái sàng này á là lại một lần nữa là nó lọc sỏi đá cát bụi để xuống dưới này, còn cà phê sạch bắt đầu là chảy ra đấy. Thế còn chỗ này là những cái loại một nhân để cái hạt nó nhỏ hơn so với cái mặt sàng rau thì nó chảy ra đây, chảy ra đây xong là ta đựng đây, đến lúc xong xuôi rồi bắt đầu đổ lại, cuối cùng người ta ép lại là cái hạt một nhân này nó cũng thành nhân sạch. À, là như thế, đó là cái quy trình làm việc như thế. Màu cà phê đẹp quá anh ha. Để là mình chuẩn bị có một tách cà phê thật là thơm rồi đúng không em? Đúng rồi. Làm sao mà có được? Ủa? Ở đâu ra mà? Bột mà. Tại vì hồi nãy anh có nghe tụi em nói là từ đây là ra được ly cà phê thơm ngon rồi, cho nên anh phải xuất hiện liền. Chưa có được đâu, làm gì mà dễ ăn vậy? Không lẽ bây giờ từ một cái hạt cà phê đã được rang xay và tách vỏ như thế này mà mình có thể làm được ly cà phê ngon hả? Đúng rồi. Ủa làm sao đó anh nghe thử coi. Hàng này cũng chất lượng, kiểm tra kỹ lưỡng lắm rồi. Thì tụi em nghĩ là bây giờ tụi em sẽ... Tại sao? Rang lên. Rồi em đi xay nó ra. Xay ra. Xong rồi bỏ nó sôi vô. Là ủa? Xong rồi thưởng thức. À, vậy thôi đúng không? Đường nữa. Thêm đường nữa. Đúng là, đó là ly cà phê thông thường. Nhưng mà ví dụ như là bây giờ mình uống một ly cà phê đậm đà, thơm ngon mà từ cà phê hòa tan á. Thì làm sao? Không lẽ làm vậy là được rồi. Đúng không? Ha. Đối được đâu anh, tại vì nó còn cái bã mà. Thấy chưa? Khó lắm chứ bộ, giờ muốn tìm hiểu không? Đúng là thắc mắc thật. Phải tìm hiểu mới được. Tìm hiểu ha. Cho nên á là chúng ta phát hiện ra rằng là đối với tất cả mọi người thì một ly cà phê hòa tan thì hầu như ai cũng biết, nhưng mà không phải ai cũng biết quy trình làm sao để có nó. Bây giờ thì Đông Nhi, ông Cao Thắng và Tùng sẽ cùng với các bạn khán giả, chúng ta sẽ đến nhà máy để tìm hiểu thử xem làm sao có thể có được một ly cà phê đậm đà thơm ngon từ hạt cà phê ngon. Là nhiều công nhân mà nhiều máy móc hiện đại lắm em ha. Vừa to vừa đẹp. Vừa màu, chắc trong nó nhiều cà phê lắm anh. Uống chắc là đã lắm. Ủa mà cổng vô ở đâu vậy ta?
như bên này nè. Trời rộng quá. Chưa bao giờ thấy cái nhà máy gì mà nó rộng như vậy hết á. Đẹp quá. Thôi đi mình đi vô đi. Cà phê phê phê. Thôi mình đi vô đi. Trời ơi. Dễ giận không? Lơ hả? Ừ đi vô đi. Thử đi vô coi người ta có cho vô không? Không có tan thì sao mà vô đó được. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Bày đặt lơ hả? Bây giờ ta lơ lại nè. Quăng cục lên. Chụp chụp. Chụp gửi lại. Trời ơi. Hôm nay Bụt đi đâu mà trắng sáng quá vậy? Bụt mệt không? Không massage cho. Tóc suôn mượt quá nha. Đẹp trai hơn thường ngày nè. Trời đánh đánh tóc rồi nè. Thôi Bụt nghe nè Bụt. Mình đi vô nhà máy nha. Giờ cần rồi phải không? Thấy chưa? Ở đâu á mà có cà phê là phải có ta. Ta mới dẫn các con vô được. Như vậy là mình đã đi xong cánh đồng cà phê rồi. Biết người nông dân làm về việc cực khổ như thế nào với cà phê rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi thăm nhà máy để coi những người công nhân làm thế nào ở những công đoạn tiếp theo mà ra được ly cà phê ngon và đậm đà. Yeah. Được chưa? Yeah. Rồi. Ê. Thôi đi. Khoan anh ơi. Thấy có cái gì đó nó không ổn ở đây sao bữa nay Bụt dễ dãi vậy? Có khi nào thả con tép bắt con tôm mà. Tự nhiên người ta dễ dãi cũng không chịu nữa. đi tham dự chương trình riết rồi muốn có thử thách ngoài bữa nay nó không có thử thách. Chỉ đi chơi thôi, giờ tin không? Nghi ngờ không biết có mắc bẫy. Tin thôi à. Ôi tin. Có thử thách không? Giờ muốn có thử thách không? Đi. Đã đi vô. Đi.